Nếu như đã từng chứng kiến các vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực mình sinh sống hay làm việc, thậm chí là chỉ tình cờ đi qua, không ít người trong số chúng ta sẽ thắc mắc là tại sao xe chữa cháy lại đến chậm như vậy. Ngược lại, không phải không có trường hợp xe chữa cháy khẩn trương đến hiện trường rồi lại phải lầm lũi ra về. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do công nghệ xử lý thông tin báo cháy hiện nay ở hầu hết các địa phương trên cả nước còn khá thô sơ và lạc hậu. Không có vụ nào cả, đúng rồi. Có ai gọi điện thoại đến số 114 để báo cháy không ạ? Không có ai gọi cả. Không có gọi đâu. Đã từng có những trường hợp mà xe chữa cháy đến hiện trường, tuy nhiên thực tế lại không hề xảy ra một vụ hỏa hoạn nào. Bởi hiện nay số lượng các cuộc báo cháy giả gọi đến cho lực lượng này quá nhiều, trong khi đấy mà hệ thống thông tin liên lạc lại còn thô sơ và lạc hậu. Số lượng cuộc gọi mỗi ngày lên tới con số hàng trăm. Nhưng đây là phương tiện duy nhất mà bộ phận xử lý thông tin, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bắc Ninh sử dụng. Tiếp nhận thông tin trực tiếp của người báo cháy thông qua hệ thống tổng đài bưu chính của tỉnh Bắc Ninh. Không có tổng đài giám sát của công an tỉnh. Dù có hiện số điện thoại đến, vẫn khó có thể xác định chính xác được danh tính của người gọi. Việc kiểm tra thực hư tin báo cháy chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm. Khi mà xảy ra cháy thì bao giờ nó có tính chất là nó vội vàng và ấy, tôi xác nhận được và là đấy là thật hay giả. Và cái thứ hai là nếu mà một cuộc báo cháy thật thì bao giờ có rất nhiều những cái cuộc điện thoại liên tiếp gọi đến, có nghĩa là tôi nghe xong những cuộc điện thoại này thì có thể là có những cái số máy khác gọi đến cùng báo cháy một cái vụ cháy đấy. Bình thường theo quy định của nhà nước thì xử lý thông tin của chúng tôi chỉ từ 1 đến 3 phút và sau 2 phút báo động là xe phải xuất ra khỏi vị trí thường trực sẵn sàng chiến đấu. Nhưng do cái tình trạng của chúng tôi bây giờ thiết bị thông tin lạc hậu, không định vị xác định một cách chính xác và đầy đủ vị trí người gọi và danh tính của người gọi. Do vậy chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian để xác minh. Có những trường hợp chúng tôi phải mất từ 3 đến 5 phút, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nếu xác định vị trí xảy ra hỏa hoạn, thì với công cụ này, lực lượng chữa cháy có thể dễ hình dung về đường đi, lối lại, các công trình lân cận hoặc nguồn nước gần nhất có thể sử dụng. Tuy nhiên, công cụ có tuổi đời từ chục năm nay, chắc chắn không thể bổ sung những thông tin mới. Một cái trung tâm chỉ huy báo cháy và có hệ thống thông tin báo cháy bằng cách đồng bộ, và nhất là cái hệ thống định vị toàn cầu để xác định được cái vị trí của người gọi và hệ thống thông tin liên lạc những cái điểm có xảy ra sự cố cháy nổ hoặc các cái sự cố về tai nạn xảy ra để chúng tôi thực hiện theo chức trách quản lý nhà nước. Hiện nay cả nước mới chỉ có một vài thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thành lập trung tâm chỉ huy chữa cháy với nhiều công nghệ hiện đại để xử lý thông tin. Còn hầu hết tại các địa phương khác, xử lý tin báo cháy vẫn trông cậy vào những vật dụng này. Cứu người như cứu hỏa. Và nếu vẫn tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin đơn giản là khẩu ấy, thì có lẽ câu tục ngữ nhiều đời này lại phải thay đổi.